Anh chị, hôm nay em có một cái lô hàng cây vũ nữ tiểu thần tiên nhưng mà size chậu to cho các anh chị mình sưu tầm nha. Và cây nó hai vòi như vậy nè các anh chị, rất là đẹp luôn. Cây này á, thì cái phôm hoa của nó rất là đặc biệt, nó sẽ là váy màu trắng nha các anh chị ha. Cái mình cô vũ nữ này sẽ là màu sô cô la, và anh này cũng là một thuộc dạng rất là thơm và vòi hoa dài cũng ngang ngửa với lại cái cây vũ nữ sô cô la này đó. Đặc biệt là cái anh này là hôm nay em có size chậu to cho các anh chị mình sưu tầm. Thường á, cái dòng này thì em chỉ bán cho mình một vòi thôi, một vòi như thế này nè các anh chị, nhưng mà củ to bự đều ha. Nhưng mà hôm nay ở cái lô hàng này thì lựa được cho các anh chị mình những có những chậu nó hai vòi. Thì với cái chất cây vũ nữ to bự như thế này thì em chia sẻ cho mình giá là 220.000 một chậu các anh chị nha. Dòng vũ nữ tiểu thần tiên này thì nó có một cái ưu điểm là vòi hoa phân nhánh, hoa thơm đẹp mà lại dễ chăm sóc nữa. Nên là khi các anh chị mình chọn size chậu to như thế này thì về các anh chị mình có thể lên một cái chậu lớn hơn, ví dụ như là chậu đất nung hoặc là chậu thiết kế mà dạng gỗ á, để cho các anh chị mình được cái chậu tác phẩm đẹp mà không cần phải thay chậu. Còn nếu như anh chị nào mình muốn tập chơi, mình muốn thử sang cái dòng này thì em cũng có những cái size chậu nhỏ hơn để cho các anh chị mình lựa chọn nè. Đó, củ no tròn mập mạp luôn. Ở cái chất cây này thì em sẽ lựa cho các anh chị mình vòi nụ ngắn vừa phải thôi ha, để các anh chị sưu tầm. Ví dụ như hôm nay mình mua một cái chậu size to là 220.000, thì khi các anh chị mình đặt thêm một cái chậu nhỏ nữa em sẽ tính cho mình với giá là 150.000 thôi. Còn anh chị nào mua lẻ một chậu như thế này thì giá sẽ là 180.000 ha. Mình mua một cặp thì mới mức giá là 300.000.